In the cloud, thought we had it all figured out. Chậu chậu bầu. Chậu chậu đâu? Mồm con bình thường thế mà. Cái môi trên đây này vêu hẳn ra ngoài đây này. Đâu? Dành hết ra ngoài kìa. Đấy. Ai nói thế? Ai? Con đã bảo nó không phải to đi không phải. Thế ngồi ngồi. Thế ngồi đã bố bảo đấy. Đúng sự thật về đàn ông nóng tính mà chị em nên biết. Thứ nhất, đàn ông nóng tính là người sống tình cảm có trước có sau. Thứ hai, đàn ông nóng tính là người khẩu xà tâm Phật, họ không để bụng và không thù dai. Thứ ba, đàn ông nóng tính là người sống rất chân thành và yêu chân thành. Thứ tư, đàn ông nóng tính là người có trách nhiệm đối với gia đình, mọi gánh nặng đều đè lên đôi vai, nên đôi khi nóng tính cũng là lẽ đương nhiên. Cho nên chị em à, hãy do 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 do